năng lượng là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng, và tiết kiệm năng lượng là một đề tài mà mình nghĩ là mọi người rất là quan tâm, đặc biệt là trong giai đoạn này khi mà nhu cầu năng lượng càng lúc càng tăng cao. Thì vì vậy Bencom và đội ngũ luôn luôn cố gắng tìm kiếm những cái giải pháp để giúp làm sao có thể sử dụng cái năng lượng nó hiệu quả hơn. Từ đó thì chúng tôi đến với giải pháp Bencom và giải pháp về nền tảng quản lý và tối ưu hóa năng lượng. Nó đang là một trong những cái câu chuyện mà rất được quan tâm và được ủng hộ của tất cả người tiêu dùng toàn cầu. Thì nhưng mà cái việc mà các thương hiệu mà có thể tìm kiếm được các xưởng sản xuất mà vừa đáp ứng được tiêu chí xanh và vượt những tiêu số là rất là phức tạp. Nên là nền tảng chúng tôi đã cung cấp cái đã verify, đã kiểm định và đã xây dựng lên được một cái hệ sinh thái các nhà máy xanh và các nhà máy số. Và thông qua đó thì chúng tôi kết nối được các đơn hàng. Hiện nay thì các doanh nghiệp startup có rất nhiều cơ hội để giải quyết các cái vấn đề của xã hội. Đơn cử như cái lĩnh vực về thương mại điện tử, chúng tôi cũng ghi nhận là trên thị trường có hơn 400.000 nhà bán đang kinh doanh mà có phát sinh đơn hàng trong 6 tháng vừa qua. Thì có rất nhiều dư địa cho các doanh nghiệp về công nghệ có thể có các giải pháp giúp cho các doanh nghiệp tăng trưởng và bứt phá.